Quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của hệ thống Đài Việt TV Network tại thành phố Houston, Tubman, Texas. Đài Việt TV ngày hôm nay xin mời quý vị cùng tham dự vào lễ Tết Trung Thu Mid-Autumn Festival tại Asia Society Texas Center, tọa lạc tại 1370 Southmore Boulevard, Houston, Texas 77004. Chương trình được bắt đầu từ 11 giờ sáng. Xin mời quý vị cùng tham dự với chúng tôi. I am the Director of Education and Outreach at the Asia Society Texas Center. So here we are today at the Asia Society. We are expecting more than 2,000 people to come today to our Mid-Autumn Festival. And today we're celebrating through performances, arts and crafts, games, and lots of food. So we're very excited. We've gotten a great turnout, so we're looking at doing this every year now. We have some great partners we're working with. The Taiwanese Ensemble is doing some performances. The Vietnamese Culture and Science Association has been a great partner for us here today, and we'll be having a fan dance later with that as well. We have lantern making, we have mooncakes, we have gift bags, all kinds of fun things today. So we're very excited that you are here today too to work with us, and yes, thank you. Với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, làm lồng đèn, kể chuyện và thưởng thức những chương trình âm nhạc đại diện cho các sắc dân khác nhau từ Đài Loan, Hàn Quốc và cũng như văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, các em nhỏ cùng với nhiều gia đình đã đến tham gia và chung vui mừng ngày lễ hội Tết Trung Thu truyền thống theo văn hóa phương Đông. Em là Vice President của Youth Engagement ở Hội Văn hóa Khoa học. Rồi bữa nay mình sẽ dạy mấy đứa attendees ở Asia Society làm lồng đèn. Năm nay mình sẽ trở lại cho tổ chức dạy cho mấy đứa cái culture của Việt Nam, giúp mấy đứa get to know the Vietnamese culture and enjoy how amazing cái culture của mình là. Hôm nay tụi em đến đây để đo và thử mắt cho các em nhỏ từ 21 tuổi trở xuống để mà coi các em nếu mà có bị cận hay là cần đi khám bác sĩ khám mắt á, thì tụi em sẽ báo cho ba mẹ biết. Hello mọi người, hôm nay là em tên Tân, em rất thích chú cùi. Em đóng vai làm chú cùi hôm nay trên The Moon á, ở trên mặt trăng á, buồn á, xuống đây chơi mấy đứa nhỏ cho vui. Hôm nay là Tết Trung Thu ạ. Em là Michelle, em chơi hàng nhà. Con thức vào đầu này có nhiều mặt sắc. Hôm nay con tới đây con rất là thích. Hôm qua con ăn rất nhiều bánh Trung Thu. Con vừa chụp hình với lại chú cùi với chị Hằng. Vui không? Dạ, rất vui. Dạ, năm tới chắc con sẽ tới lại. This is my first time being here and I have to say I'm like honestly really surprised. Like I feel like I was like heavily underestimating this event, but seeing like all like the different things you could do here, from like the food to the drinks to like even like a bunch of little activities for the kids, I feel like there's something like everyone could be involved in. I think it's great like showing the Asian culture like this. We're here for Moon Festival, and we're very happy and honored because after the whole pandemic, we're so happy Asian Society is willing to open and give our first very Asian culture festival for us. And you know, we wanted to bring our kids because we want them to know. I love all the activities that they have here, all the you know, making of the bags and making all the moon cake stamping over here. We haven't walked our way over here to this red envelope. We're very excited and very thankful to actually be here and again teach our kids about Mid-Autumn Festival, and so they understand, you know, what's the culture of it. Thank you so much. Việt TV cảm ơn quý vị đã tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chúc quý vị có một mùa lễ Tết Trung Thu thật ý nghĩa bên cạnh những người thân yêu của mình. Xin chào tạm biệt.